Xin chào cả nhà là đến với lại kênh Lai Cốt Kinh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một món, đó chính là món xay nhum lắc muối. Các bạn nào ở đây không biết trái xay không ta? Trái xay là một loại trái mà phải nói là ngày bé mình rất là thích. Ngày bé là nó nhỏ thôi chứ nó không có to gì các bạn ha. Nó chỉ nhỏ bằng nửa trái này thôi. Bán bỏ trong bịch, bán trước trường học đó các bạn ha. Mình hay mua mình ăn lắm. Nó có vị ngọt ngọt chua chua mà nó ngon, nó là lạ. Đây, trái bự ra các bạn ha. Hạt của nó nè các bạn. Đó, đây chính là trái xay nhum. Tuy nhiên là một số bạn sẽ không có ăn quen các bạn ha. Nên là mình sẽ chế ra một món, đó chính là món xay nhum lắc muối. Thì nhiệm vụ đầu tiên của mình là sẽ tách phần vỏ ra. Mùa này Sài Gòn bán trái xay rất là nhiều các bạn ha. Sáng mình đi làm thấy hai bên đường ta bán nhiều lắm. Và cái loại trái này thì nó thường hay bị mọt các bạn ha. Mọt nó sẽ ăn cái trái này á. Nên là nhiều khi mình mua 1 ký thì mình ăn chỉ được khoảng nửa ký thôi. Bây giờ mình sẽ lấy phần ruột ha. Tại vì mỗi lần mình mua trái xay này các bạn, mình thấy kế bên người ta có để một cái hũ trộn đường với lại muối á, thì mình cũng thử, mình làm thử và mình ăn cũng thấy rất là ngon. Nên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món này ha, xay nhum lắc muối đường. Phần trái xay này là mình được tặng các bạn ơi. Nói chung là khi mà mình bắt tay vào làm kênh nấu ăn á, thì cũng có một số bạn bè rất là ủng hộ mình các bạn ha. Một số bạn gửi cả cá nữa chứ. Các bạn về quê á, các bạn có cá, có món gì ngon hoặc là hủ tiếu gì đó thì các bạn sẽ gửi cho mình và kêu mình gửi cho mình quay món này đi, ví dụ vậy đó. Thì mình cảm thấy rất là đáng trân quý các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xay nhum là cái phần, bạn thấy là cái phần vỏ với là cái phần ruột của nó có như một cái lớp nhum các bạn ha. Thì mình nghĩ chắc có thể từ đó người ta gọi là xay nhum. Rồi vậy là mình đã lột xong một mớ trái xay các bạn ha. Đó, nhìn ngon không? Để tiến hành trộn phần trái xay của chúng ta thì mình có các nguyên liệu sau. Đầu tiên của chúng ta đó chính là trái xay nè. Rồi muối tôm, ở đây mình dùng muối tôm loại nhuyễn các bạn ha. Để khi mà mình trộn nó sẽ trộn đều với lại trái xay hơn. Và một ít đường, vậy thôi, rất là đơn giản, rất là dễ làm, trộn vào và lắc lên là xong. Rồi bây giờ mình sẽ trộn các bạn ha. Muối này rất là cay các bạn ha. Đó, mình sẽ trộn lên. Mùi rất là nồng. Để mua những loại muối thế này các bạn sẽ mua ở những cái xe mà bán chất trộn, các bạn sẽ nói là muối tôm nhuyễn ha. Và mình sẽ một ít đường. Chúng ta sẽ trộn lắc lên. Các bạn có thể bỏ vô hũ các bạn lắc lên, hoặc là chúng ta dùng muỗng chúng ta lắc, chúng ta trộn thế này cũng được ha. Các bạn ơi, nếu như mà cái trái xay chúng ta nó khô quá đó thì các bạn sẽ cho một ít nước vào các bạn ha, khoảng một muỗng nước thôi. Mình rưới đều vào trái xay nè, để cho cái phần muối với lại đường sẽ thấm hơn các bạn ha. Rồi, vậy là mình đã xong phần xay nhum lắc muối đường rồi các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng coi. Số 1 bạn ơi, rất là ngon. Ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Và phần mặn muối tôm rất là thơm các bạn ha. Ngon lắm. Vậy là mình đã hoàn thành xong phần xay nhum lắc muối đường rồi các bạn ha. Vậy các bạn hãy làm thử đi, mình đảm bảo rất là ngon. Thay vì mình ăn trái xay nhum bình thường á, mình ăn xong mình nhả hột thì cũng hơi chán đúng không? Mình sẽ lắc muối đường thế này thì đảm bảo các bạn là cái món xay nhum nó sẽ độc đáo và nó ngon miệng hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chúc bạn cảm ơn này. Và đừng quên nó subscribe, như là like và share video để ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.